Vâng, xin được kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Sơn Quài Vlog. Thưa quý vị và các bạn, Sơn Quài Vlog xin được cập nhật cho quý vị và các bạn những thông tin mới nhất về việc tìm kiếm các nạn nhân tại thôn Nàng Nụ, tỉnh Lào Cai. Quý vị và các bạn đang nhìn thấy đây là một hình ảnh giữa trời chưa nắng mà các anh lái máy xúc của công ty Anh Nương cùng với các đơn vị của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bảo Yên với bà con đang gấp rút làm thông cả buổi trưa quý vị ạ. Bởi vì ngày hôm nay là cái ngày cuối cùng trong đợt 5 ngày mà các đơn vị cùng với bà con nhân dân đã họp bàn và đưa ra quyết định là sẽ tìm kiếm thêm 5 ngày. Thì ngày hôm nay là ngày cuối cùng. Nếu như ngày hôm nay mà không tìm kiếm được thêm đồng bào nào trong ngày hôm nay thì công việc tìm kiếm sẽ phải bàn bạc và rất có thể việc tìm kiếm sẽ phải dừng lại. Nên các anh đang rất cố gắng, rất là thương các đồng bào và thương các anh. Mọi người đang làm việc không ngừng nghỉ với mong muốn sẽ tìm kiếm được một đồng bào để có một cái kết quả khả quan và công việc tìm kiếm sẽ có thể kéo dài hơn để giúp bà con tìm được nốt các nạn nhân còn lại. Mọi người chúng ta cũng có thể nhìn thấy ngoài trời đang rất nắng, giữa trời nắng rất gay gắt mà các anh đã làm thông cả buổi trưa. Và một điều quan trọng là chúng ta cũng nhìn thấy hôm nay đã có một máy cần dài làm việc khá hiệu quả. Mong rằng từ giờ đến tối sẽ tìm được một nạn nhân để thúc đẩy việc tìm kiếm còn lại cho bà con. Quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi và Sơn Quài Vlog sẽ cập nhật những thông tin mới nhất để cho quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi. Quý vị cùng xem, hãy chia sẻ, để lại bình luận và cùng cầu nguyện cho ngày hôm nay sẽ tìm được một đồng bào hoặc nhiều đồng bào sẽ là một điều rất tốt đối với bà con nhân dân thôn Nàng Nụ nói riêng và cũng như bỏ công và không phụ lòng những công sức của công ty máy xúc của anh Nương và đơn vị tìm kiếm của huyện Bảo Yên cũng như chính quyền bà con nhân dân thôn Nàng Nụ. Sau là bà đào tìm kiếm mở hết các đường ra để làm. Em đứng trực tiếp chỉ đạo máy 100%. Trưa hôm nay thì nói thật là chưa được cái gì vào mồm đâu. Vì anh em, vì đồng bào. Mọi người chia sẻ cần dài làm việc rất hiệu quả. Trời thì rất là lạnh lóng. Em trực tiếp ở công trường đây. Các máy làm, máy béo làm đây. Vì hai chữ đồng bào thiêng liêng mà bắt đầu làm. Đã có dân quân đứng lên máy để quan sát máy hết. Để làm thời gian thì bây giờ nó là vàng là ngọc rồi. Qua có cái thằng Facebook mà nó cũng khóa cổ mình vào. Đây, máy cần dài vươn ra để làm ấy. Nghĩ nó nhiều lúc để cho muốn cho bà con xem, các bạn bè của Lương Béo xem, anh em cả nước xem mà nó khóa cổ lại. Thời tiết hôm nay rất là nắng, làm trưa luôn. Thời tiết rất là nắng nhé mọi người nhé. Bây giờ nó vào khoảng 34 độ.
ngoài trời nó khoảng 35 độ, mùi nước rất là nặng. Bây giờ em đang bóc cái lớp bùn ở bên trên, kiểm tra bóc cái lớp bùn bên trên. Xong rồi nó cần dài vươn xuống. Đẩy nhanh khẩn trương. Thời gian là vàng là ngọc. Huy Hoài ơi, làm nốt ngày hôm nay hả? Nếu mà hôm nay lên được đồng bào thì lương vẫn ở lại với bà con, vì là thời hạn là cũng hai lần, mỗi lần 5 ngày là hết rồi, ngày cuối rồi. Nắng này mọi người nhìn này, đây nắng nóng ở ngoài trời. Mình có các giáo sư nào mở Facebook thì mở giúp bọn em phát. Làm bắn giờ trưa này mệt mà vẫn phải bắn, anh em vẫn phải cố gắng, em chỉ đạo trực tiếp ở đây 24/24 luôn, gần như là thế luôn. Cầm đến mày phát 5 phút mày đi vào mày ngồi mày phát kìa. Cần nói mấy câu thì mình làm. Ê, thế thôi, tắt thôi. Không về đâu.